chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Đây là hình ảnh mà cách đây một tháng mình với cái nhân vật này có chia sẻ với nhau. Thì dạo gần đây anh em cũng biết là Ngũ Độc Trưởng với cái cách build đó chính là hồi sinh lực rất là nhiều, đúng không? Thì trong video trước cô cũng đã nói về một anh ở bên server S74. Anh ấy build Ngũ Độc Trưởng rất là bình thường thôi, nhiều anh em nói bình dân bình dị nhưng mà cực kỳ khủng khiếp, đúng không? Bây giờ thì chúng ta cũng có một môn phái Ngũ Độc Trưởng luôn mà anh ấy build đồ thì phải nói là khác biệt so với cái anh ở bên server S74 luôn. Cái hồi sinh lực đây là chỉ số cách đây một tháng, thì cô chắc chắn là bây giờ một tháng rồi thì chỉ số nó sẽ cao hơn nữa, đúng không? Chúng ta hãy cùng qua bên server này để cùng xem cái anh này ảnh build như thế nào nha. Hiện tại cô đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%, bán kim long, thu kim long, thu khí linh tất cả server, up kim tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ chạy lên bài Yamin, dịch vụ treo ạc 24/24 và dịch vụ build ạc. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi, ok, hiện tại cô đang có mặt ở bên server S15. Thì hiện tại chúng ta đang có cái nạp hoàn trả nè anh em. Cái nạp hoàn trả này diễn ra vào ngày 2 tháng 10 2024 10 giờ sáng đến 3 giờ 59 phút ngày 16 tháng 10, là tính ra là ngày 15 tháng 10 là ngày cuối đi ha. Đó, thì anh em nào mà có nhu cầu nạp hoàn trả, anh em nạp bên cua anh em sẽ được ưu đãi rất là nhiều, anh em sẽ được tặng thêm kim nguyên bảo, anh em sẽ được mua kim long rẻ hơn giá thị trường đó, những ưu đãi dành cho những anh em nạp hoàn trả. Ngoài ra thì cua có thêm cho anh em, đó chính là tạo thêm một cái group dành cho những anh em săn thẻ dinh rẻ. Anh em nào muốn săn thẻ dinh rẻ thì cua sẽ có thể săn ở trong cái group đó, anh em cứ nhắn tin Zalo của cua, Zalo Son của cua 0946 496 490, để được vào group nha. Rồi, quay lại cái nhân vật mà chúng ta muốn review, đó chính là anh Minh Quân server S15. Cái nhân vật này hiện tại là ở cụm đầu của game của chúng ta. Hiện tại anh ấy đang có số tài phú là 4.730.980. Sinh lực của anh ấy là 561.486. Né tránh 11k, bỏ qua né tránh 8k9. Chỉ số cũng khá là cao, bỏ qua né tránh khá là cao đấy. Không mang khí linh luôn, kiểu này là chắc thanh niên là tháo khí linh ra đúc quá, đúng không? Môn phái Ngũ Độc Trưởng thì cái cách build mà hồi sinh lực châu bò này nọ tùy vào môn phái, nên là Ngũ Độc Trưởng hiện tại đang là môn phái rất là thích hợp cho cái cách build này. Anh em nào mà có ý muốn build dị, build tà phái thì có thể sử dụng tham khảo cái cách build như thế này. Để coi coi ở vũ khí thì đây build gì, bỏ qua cái tất cả, chính xác, tấn công, thổ công, thương pháp, nội công, thuộc tính thêm là mộc công với lại thủy công, sử dụng là 2 viên ngũ hành nhược hóa, còn lại là đẩy lực tay luôn, 2 viên tăng khuếch đại sát thương. Khuếch đại sát thương đối với cái con ngũ độc của chúng ta, Ngũ Độc Trưởng có nha, chúng ta sử dụng cái mật tịch cao, khi mà đánh trúng đối phương chúng ta sẽ có khuếch đại sát thương, thu nhỏ sát thương, cộng dồn 10 lần là thu nhỏ sát thương của chúng ta lên được 30% châu, 30% là châu rồi đó. Khuếch đại sát thương là được 10%, mà nếu như mà anh em nào mà lên được mật tịch cộng 11 nữa là lên được 11%, đúng không? Thì ở trong cái chiêu của con Ngũ Độc Trưởng nó có được cái khuếch đại sát thương nữa, ít nhất cũng có được tầm khoảng 40% rồi. Theo như cái cách tăng của anh này, 30% khuếch đại với lại 11% nó 41% luôn. Ghê không? Đấm to lắm anh em, thật sự. Rồi, qua cái dây chuyền, dây chuyền anh ấy sử dụng là sinh lực tối đa, thể chất, chính xác, kháng chi mạng, bộ quần né tránh, thần pháp, thuộc tính thêm là kháng chi mạng và thể chất. Anh ấy sử dụng là né tránh nè, kháng chi mạng, bảo quan né tránh, bảo quan né tránh, kháng chi mạng. Vậy là cái cách của anh ấy sẽ sử dụng là full kháng chi mạng luôn rồi, theo như mình dự đoán là như vậy. Rồi, qua cái nhẫn là chí mạng, chính xác, bảo quan né tránh, thể chất, sinh lực tối đa, thần pháp.
Cái này hình như là phải. Rồi qua cái thuộc tính thêm là kháng chí mạng với lại là thể chất. Rồi đẩy full thể chất luôn anh em, full thể chất luôn. Rồi qua cái ngọc bội thì chí mạng bao quanh để tránh, thể chất, sinh lực tối đa, thân pháp chính xác. Thuộc tính thêm là kháng chí mạng với lại thể chất, đẩy full thể chất luôn. Qua cái phù, cái phù của anh ấy sử dụng là thân pháp, kháng chí mạng, sinh lực tối đa, thể chất, bỏ qua để tránh, chính xác. Thuộc tính thêm là kháng chí mạng với lại thể chất. Và anh ấy sử dụng full thân pháp. Tại vì sao? Anh ấy đã chơi full kháng chí mạng là anh ấy sẽ không chơi miễn sát thương chí mạng. Một cái cách build khá là liều lĩnh từ vị trí của anh Minh Quân. Tại vì anh em cũng biết là sẽ có những cái môn phái, sẽ có những cái nhân vật có được cái số lượng chí mạng cực kỳ cao. Nếu mà lên chí mạng mà anh em không lên cái thằng miễn sát thương chí mạng một cái, gặp đối phương có chí mạng cao, đẩy vô một cái đam mạng cái là thổn lắm nha anh em. Một cái cách điều khá là mới lạ từ vị trí của anh Minh Quân. Rồi qua cái nón kháng chí mạng, sinh lực tối đa, thân pháp, hồi sinh lực và nửa giây, sinh lực cơ bản tối đa và né tránh. Thuộc tính thêm là kháng chí mạng với lại là thể chất. Anh ấy đẩy full lực tay luôn. Qua cái bao tay cũng full lực tay luôn. Né tránh, sinh lực tối đa cơ bản, thân pháp, hồi sinh lực và nửa giây, thể chất với lại chí mạng. Thuộc tính thêm đó chính là kháng chí mạng, kháng hỏa. Anh em thấy là họ sử dụng những cái phòng thủ thiên về máu như là kháng chí mạng rất là nhiều. Rồi kháng tất cả ở cái áo là kháng chí mạng nè, sinh lực cơ bản tối đa nè, né tránh nè, thân pháp nè, thể chất. Sinh lực cơ bản tối đa này mười mấy phần trăm. Càng nhiều sinh lực cơ bản tối đa, chúng ta mang thể chất vô nó tăng rất là nhiều máu. Ở đây thì anh ấy tăng nội công có hai viên thu nhỏ sát thương. Có một viên thu nhỏ sát thương à. Một viên thu nhỏ sát thương. Rồi có nội công, có bỏ qua kháng tất cả. Qua cái đai. Cái đai là bỏ qua né tránh, hồi sinh lực, đẩy hồi sinh lực rất là nhiều. Ở cái đai chúng ta có thể có viên hồi sinh lực á. Vừa khảm kháng chí mạng vừa khảm hồi sinh lực luôn. Rồi ha, dữ dằn dữ dằn. Rồi thuộc tính thêm là kháng chí mạng nè. Kháng chí mạng, né tránh, hồi sinh lực mỗi nửa giây, thể chất, thần pháp, bỏ qua né tránh. Đối dài, hồi sinh lực mỗi nửa giây, tỷ lệ hồi sinh lực, thể chất, thần pháp, sinh lực tối đa cơ bản, né tránh. Thuộc tính thêm kháng chi mạng và thần pháp, đẩy full lực tay luôn. Sử dụng ấn thiếu khanh. Cái ấn kháng chi mạng, hồi sinh lực mỗi nửa giây, bỏ qua né tránh. Né tránh, cái này mà kiếm bỏ qua kháng tất cả là đẹp. Hoặc là một cái dòng chí mạng đi cũng được đúng không? Đánh cho người ta lâu lâu lên chí mạng cũng ok. Mà bây giờ là cái ạc, anh em có thể nhìn thấy là họ không build chí mạng, không build sát thương chí mạng gì cả. Họ build là họ build lực tay. Họ build lực tay để đánh đam thường thôi. Cũng hay rác này, đúng không? Mình nghĩ là như vậy. Tại vì bây giờ là cái ạc này là thiên hướng build kháng chí mạng và hồi sinh lực mỗi nửa giây rất là nhiều. Bỏ qua né tránh cũng nhiều nha. Gần 9k bỏ qua né tránh là cũng thấy là ok đó. Kỹ năng thì anh em cũng biết là đây là một môn phái có cái kỹ năng càng về sau nó càng hấp dẫn. Thứ nhất là nếu anh em build bỏ qua kháng tất cả nhiều, cộng với cái việc mà kháng mộc ở cái chiêu chủ động một này nó búp lên đối phương bị giảm một đống kháng mộc đúng không, bị trưởng ghê lắm á. Rồi hóa cốt miên trưởng, chiêu này là của Hải Đại Phú, Hải Công Công. Chiêu này thì anh em nào mà càng di chuyển thì thịt nát xương tan càng di chuyển thì bị dính đam càng nhiều. Gặp mấy ông mà theo dạng mà chơi mấy con mà di chuyển nhiều á, ví dụ như là thiên nhẫn kích đồ này nọ cái kiểu, gặp quá cốt miên trưởng vô và dính đam. Rồi cái chiêu chủ động 3 thì giảm thu nhỏ sát thương. Cái con ngũ độc trưởng thì với cái chiêu này của ổng là tăng 30 khuếch đãi sát thương rồi 30%. Thêm cái mật tịch nữa 11 nữa thì là tầm khoảng 41 đúng không? Này nó hiện ra 10 thì ok, 10 thì 10. Thì cho 40 đi, đúng không? 40 thì anh em cũng biết là 40 nó cũng là một cái 40% khuếch đại sát thương là một cái gì đó cũng dữ dằn luôn. Trừ thêm 11 thu nhỏ sát thương của đối phương nữa là dính đam ghê lắm anh em, thật sự luôn. Chưa kể nha, khi mà đối phương mà bị máu dưới 30% máu, kháng mộc lại bị giảm nữa, bị vô đam ác nữa, đúng không? Mấy cái chiêu đồ này nọ, chiêu đánh thường cũng lẹ nè. Nhưng mà những cái chiêu chủ động nó ok. Ở cái chiêu số 4 chủ động thì nó bập ra chậm quá, hơi chuối.
Và có một cái ở đây mình cần coi, đó chính là cái chiêu của mật tịch chung nè. Khi tấn công chí mạng có tỷ lệ kích hoạt định thân. Và anh em có thể nhìn thấy là ở mấy cái viên đá thì anh ấy không sử dụng chí mạng gì cả. Nên là cái mật tịch này hầu như là cô nghĩ là chắc ít khi nào mà nó kích hoạt để nó giữ chân người ta luôn, đúng không? Để coi đồng hành coi. Đồng hành thì anh ấy không build chí mạng, sát thương chí mạng gì cả anh em. Đây là cái việc đánh lên chí mạng người ta sẽ cực kỳ khó, hầu như là có thể là không lên chí mạng luôn. Vậy lấy đâm chai luôn á anh em. Ở Yến Tiểu Lâu thì anh ấy có thức tỉnh là kháng chí mạng nè. Rồi Hồ Càng thì có được cái gì? Hồ Càng không lên thức tỉnh, Hồ Càng lấy cái hồi sinh lực với lại là cái kháng chí mạng. Rồi Vân Tích Sơn là có được cái hút sinh lực với lại là cái hồi sinh lực bỏ qua né tránh. Trương Thiện Đức thì có kháng chí mạng hút sinh lực cộng với lại là tấn công thương pháp. Ở một cái cách build full kháng chí mạng. Cái video trước là cái cách build là hồi sinh lực mỗi nửa giây với lại là miễn sát thương chí mạng. Video này là hồi sinh lực mỗi nửa giây với lại là kháng chí mạng. Rất là rất là dữ dội nha anh em. Nhưng mà mình không biết cái cách nào nó hiệu quả. Tại vì hiệu quả đối với từng server thôi anh em. Ví dụ server này có thể là server S15 thì anh Minh Quân ảnh build như vậy là hợp tình hợp lý, anh trâu hơn đúng không? Có thể là về cái cách build kháng chí mạng với lại là hồi sinh lực mỗi đôi giây ở S15 lại hiệu quả. Nhưng nếu như mà qua bên S74 thì cái cách này có hiệu quả hay không mình không biết. Thì có thể là ở cái cách mà miễn sát thương chí mạng với lại hồi sinh lực ở S74 thì nó cũng hiệu quả, nên là mình chia sẻ cho anh em để cho anh em thấy thêm nhiều cái build nó độc lạ. Còn cái thực chất nó có tác dụng hay không, cô phải cầm cái hạt nó, cô trải nghiệm tống kim đồ này nọ thì mới biết được nha anh em. Rồi qua cái trận pháp thì anh ấy sử dụng là trận pháp Chu Tước Đạt. Tỷ lệ hồi sinh lực 150% là hồi sinh lực mỗi nửa giây nhiều lắm nha. Đâu hồi sinh lực mỗi nửa giây 1k2 điểm ở cái trận quyết nè. Có thu nhỏ sát thương, có trâu hơn nữa nè anh em. Ngon dữ dằn ha. Rồi kinh mạch đây, hồi sinh lực mỗi đôi dây gắn kiếm cái dòng 2 màu cam rất là đẹp. Để bỏ qua kháng tất cả. Này dòng 2 lấy thời chất luôn. Đó. Đây kỹ năng này là trang bị đồng hành. Này có bỏ qua kháng thủy, kháng hỏa. Này kháng chí mạng nữa nè. Cái áo này tránh kháng kim. Đây là một cái nhân vật mà top 3 server S15 cũng coi như là cái nhân vật này là họ cũng đầu tư tiền á. Thay vì anh em có tiền anh em đầu tư là full chí mạng, full sát thương chí mạng, full đam. Nhưng mà có một cái cách chơi mới dành cho môn phái Ngô Độc Trưởng. Mình chưa áp dụng vào các môn phái kia nhưng mà cảm thấy Ngô Độc Trưởng áp dụng cái cách này khá là hợp lý dành cho những anh em nào yêu thích full máu, thấy không? Kiểu giống như là tao máu nhiều, tao đứng tao câu kéo cho mày nằm sắp thôi. Quá kinh khủng từ vị trí của anh Minh Quân. Còn ai nữa hay không anh em hãy comment phía bên dưới cho cô biết nhân vật nào có cách tiêu dị mà rất là mạnh trong server nha. Đừng quên là cô có mở cái group Zalo của thẻ zin, cô thường săn zin rẻ 1 triệu bằng 920k. Anh em nào có muốn săn thẻ zin rẻ thì cứ vô Zalo đó của cô nha. Anh em cứ nhắn tin vô Zalo của cô, Zalo săn của cô 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạt, biêu ạt, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp hoàn trả. Lưu ý là những anh em nạp hoàn trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server. Nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sengoku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.